ô tô thì mình cắt đến đây thôi. Nếu mà khuôn chữ nhật thì mình cũng sẽ chừa lại một đoạn. Thân đây cho mình quay ngang ra nhé. Cho mình mối vào đây cao hơn. Đấy, cho nó cái đầu nó dài ra. Đấy, thế là mình được một cái thân hình ô tô này, mình cắt từng lớp ra. Cắt hết đầu. Không, mình cứ cắt hết ra xong để mình còn này. Còn chắt kem vào nữa. Mình không dùng khuôn ấy, thì muốn cắt bao mình ghép với ô tô như nào cũng được. Người ta đặt cái ô tô 300 thấp nhất khoảng 300, 500, 1 triệu mình đều ghép được hết. Mình đánh bát to mình ghép. Cắt ba cái đầu này xuống một chút. Sao không học mà? Ra đây mà xem, không phải ai đâu. Không phải ai đánh cứ để là máy còn lâu mới được. Đó, đây ví dụ mình làm đây là cái thân thôi, mình có đâu. Mình cắt chỗ này lên là cái mui ở trên này, mình quay này ra mình ghép. Mình ghép cái thân ở trên như này. Đó. Đúng rồi. Gạt đỡ đi, nó thừa ra mình gạt đỡ đi. Mình ghép như bình thường thôi mà, còn đang tưởng tượng ô tô nào thì mình ghép nó lên như thế. Nhưng mình cắt mỏng ra để mình còn kẹp kem vào trong. Đó, thứ hai này, mình cắt tiếp còn mình muốn nữa lên. Mình muốn cao hơn mình cắt tiếp. Thứ cái này mình ghép của nó vào, vẫn là bánh của nó thôi. Cao quá không? Cao quá. Không quá thì mình bỏ nó đi. Bột kem lên đấy thì cao quá. Nếu mà cao ấy thì thôi. Mình gạt phạt này xuống nè. Làm sao phạt xuống. Nếu mà làm ô tô con mình phạt cho hai góc này nó xuôi xuống. Đó, nhìn ra đây gần gần ra, bỏ một cái này ra. Này, xong chất kem vào là được. Bánh xe thì bây giờ mua cái kẹo, cái bánh Oreo ấy. Cho nhanh. Rồi xong phần cắt nhá, cắt đi. Dạ. Yeah. Trên này cái này cái video là ui đánh hộp giữa mà nhiều ấy nhỉ. Chắc đều kem. Thế là nó như chắc. Đấy, nếu mà bánh to thì đổ ra khay. Đây là mình làm lớp ở trên mình chát như bánh ngon. Chúng ta dễ mình cáo thì làm những cái mô hình này nó đẹp, nó không bị gọi là cứng. Mình làm uốn lượn nó lên như kiểu ô tô đua hay là mui chân nè đá. Ừ. Được mà bạn cứ cắt cho này. Thấy có lý. Giờ mới thấy có lý à? Rôn roi này. Siêu xịn may bắt mà. May bắt nè. Này, đều làm được mình cắt cho nó giống giống như cái dáng của nó thôi. Đấy, mình ghép như thế này. Đây là mình được gần như là được cái thân xe. Đằng đuôi thì mình làm cho nó được vuông đi. Mà thích thì vẫn làm tròn như là trước cũng được. Nó sửa tròn. Chờ thầy mang cái rút tiền để cho cô rút. Mà rút luôn, người ta quay video nó rút luôn ở đây này. Thầy cũng xong đó. Người ta đã xong xong để rút rồi lại còn bảo là mang về nhà rút. Đấy. Buồn chị tôi ghê. Thôi em nghĩ một tầng như vậy. Đó, một tầng ít nhất phải thêm bên kia. Cái này hả? Là 5 trứng hả? 4 trứng. Cái này 6 trứng. Cái khuôn là to, đấy bọn em nếu mà làm một cái thì bọn em cứ hàng như thế bọn em tính ra 6 trứng nhưng mà lớn. Về nhà bọn em thì bọn em không bao giờ làm một cái cả. Vâng. Đúng không? Vâng. Ý nhất bọn em làm nhân 5 3 khuôn. Ừ, thì cứ đổ 2 phần 3 khuôn mà chia ra các cỡ mới làm thế. Về nhà chả ai đánh một cái cả, ít nhất là nắm mẻ đánh luôn thể trong cất tủ. Okay, để đấy ai đặt thì mình làm. Nhưng mà làm bánh thật, làm bánh tròn như các kiểu bình thường mình cũng phải cắt đôi ra đúng không thầy? Ừ, cũng phải cắt đôi kẹp nhân mà chứ. Cái xe này to quá. Xe này không to, bình thường. Thật giống xe cảnh sát.
đi lắp đèn thì sát vào luôn. Ý là xe này nó cứ dày dày, nó không đâu dày dày như nào. Ước mơ của thầy là làm cảnh sát, nhưng mà dòng đời xô đẩy thầy lại phải dạy các em làm bánh, đúng không thầy? Bây giờ thầy cái lấy. Rồi em khai Nguyễn Đắc Tần là chủ mưu. Chả liên quan nhỉ. Thầy làm. Thầy không nói là bán cho bọn em mà thầy bảo là làm xe cho bọn em đi cướp, chứng tỏ thầy là thằng thầy là ông chủ mưu. Ông trùm à? Đấy. Ông trùm to tội ấy người à? Còn mấy thằng nhá. Cái kính này. Giữ tay giữ cái này, Nga giữ cái bánh này nè, nó trôi. Cái bài gì mà bài xe không kính nhỉ? Không phải là xe không có kính. Được bom giật không? Bom rung kính vỡ đồng mất trời. Biển số 4 con 9 vào đây thẻ. Chết cái này là quên mất mình không gọt cho nó hơi phát phát chứ. Đấy, đầu xe. Tí cả nhà hát bài cái gì à? Râu y chang như râu dê của mấy ông này đóng phim ngày xưa ấy. Râu đâu? Một cái râu em bị sao đâu? Râu ở đâu? Nhìn giống như râu dê. Râu đèn của thầy không? Rỡ nhàng đèn thầy. Đèn người ta. Đèn nhà người ta. Đèn nhà người ta. Chứ không phải đèn xe cho thầy. Đây là kính xe. Khô. Không phải khô, nó lại hơi chảy quá. Khi vẽ cái này nha bạn em, không được để cho nó ướt quá đâu nhá. Nó ướt quá là mình vẽ nó nhòe ra. Đằng sau thì mình làm biển số 29. Sao mọi người lại thích 4 con 9? Vàng 4 đẹp. Con 9 4 con 3 cho đẹp. Thế 49 nằm bàn. Chết. Thế ghi biển số xe nhà em nhá. 22 cái gì nhỉ? N106878. Ừ. Thế đúng biển số xe này em luôn. Không tí cho em ấy luôn. 29N1. Sợ viết không đủ ấy. Được, rất nhỏ. 22N1. Sợ cái này nó nhòe. 22N1 ông thầy ạ. Nó này. L-N-N. N-1 06878. Hơi mờ, bé quá tại vì nó bé. Đây cứ ghi 4 con số 9 ở đây thể. Rồi. Xong đoạn vẽ. Chẳng trước này mình muốn lấy thì mình làm cái chớp cho xe đấy. Chớp. Chớp xe mình bớt lại. Chấm màu gì? Chấm màu xanh. Thôi chấm màu hồng. Đỏ đi. Đỏ đỏ cũng được. Hiệu gì đỏ, đây? Đừng lấy chấm màu đỏ. Thế mình bớt chỗ này lại để mình vẽ trang trí vào. Mình không chấm ở đây nữa. Không có, thầy không ấy à? Làm cái ấy ngã này. Không. Cái đấy người ta làm nổi ở trên mà. Rồi bây giờ thôi chấm màu trắng cho đây. Chấm màu trắng? Để mình ăn nữa. Lấy đuôi đi, xong rồi hai đứa chấm. Mà... bắt đầu rồi đấy. Ở nhà không có ô tô đi. Quên mất à, không biết đèn làm đâu chị. Đúng rồi. Nhà kê biết gì đâu. Nhà kê à? Nhà kê may quá là không phải nhà quê. Nhà kê không phải nhà quê. Xưởng đóng ô tô đây. 3 nhân viên. À, thầy ơi. Hương. Hương. Quay đoạn này đi một tí đi để tí con ghép.
quay đoạn chấm chấm đi, đoạn vẽ thì gầy nó quay rồi. Đang vẽ ra. Muốn nhanh không? Sao? Từ 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 từ, muốn nhanh không? Bây giờ bàn ra, kéo ra tí, đó. Từ từ thì nó quay như sao này. Đó, quay mà. Bây giờ kia thôi. Mình mất tiền của thầy kia. Đấy, rất rồi. Thầy đang quay video đây. Quay video. Thì chị xuống đi. Giờ giờ bắt con giữ luôn này. Thôi rồi. Xe này xe gì đấy nhỉ? Xe gì vậy? Xe em thực sự em mua ở hãng xe, xe máy ở xe ô tô. Chưa trộm tiền ngân hàng đi. Xe này là xe của đồng bọn Nguyễn Tất Phần. Thầy đi gì nè? Rút, thao rút. Tối á. Có phải anh là siêu của em thấy không? Tình yêu như đĩa thịt gà. Người trẻ áo bước người già đê thương. Ngoài kia mưa gió lão nè. Đây tình yên nhất là về bên em. Bất quả mi cũng về ăn một phố. Đông đến rồi vẫn là về bố em. Vẫn là về bố em. Chuông mà tiền ngân hàng người ta bắn về thôi. Nghe cứ tinh tinh. Nghe được một chướng ghê. Vẻ đã bị nửa. Có mình một tiền là vào phải khác. Và cái này cũng được, nhưng mà mình cũng không làm cái này. Tí nữa làm. Đây đây đây, làm góc này đó. Làm góc này đó. Góc nào? Đây ở góc à? Cấm to thế. Cấm to thế. Trang trí kiểu... Gạt thế. Em gạt ra. Em gạt ra, em chấm. Chiều xin mang về được không? Được, tặng luôn mà. Tặng không hề rồi, thế tặng không hề rồi. Nối hai chị em đi ba. Chưa là vòng mất tất đây à? Được chấm nốt. À, lấy cái mứt ra cho vào cái này đi em à. Cái gì vậy? Quay bánh xe Nguyễn Đắc Hương Nguyễn Đắc Hương màn quay bánh xe siêu đỉnh.